Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nợ luật biểu tình hốt lưu bình nhưỡng, chặn ý dân, tô nhận lệnh ai tuyên chiến với dân Từ năm 2013, Bộ Công an được chính phủ giao soạn thảo luật biểu tình Nhưng đã 10 năm, Bộ Công an vẫn cứ trơ trơ, không hề quan tâm đến việc họ đang nợ dân Bắt đầu từ thời ông Trần Đại Quang làm bộ trưởng và cho đến nay, thời ông Tô Lâm vẫn thế ở các nước dân chủ theo tổng thống chế các nghị sĩ sẽ đề xuất và soạn thảo các luật sau khi tham khảo ý kiến của các bên liên quan trong thể chế đại nghị chính phủ cũng là nơi trình các dự luật lên quốc hội tuy nhiên dù tổng thống chế hay đại nghị chế thì vai trò của các nghị sĩ các đại biểu quốc hội cũng rất quan trọng họ có quyền xem xét dự luật và đưa ra các yêu cầu sửa đổi cuối cùng họ có quyền tham gia vào các việc quyết định thông qua hay không thông qua một dự luật còn ở việt nam các đại biểu quốc hội chỉ có nhiệm vụ gật theo ý của đảng nên chẳng có quyền hành gì trong việc đòi hỏi bộ công an phải thực hiện lời hứa hình ảnh ông tô lâm dở trò cù nhây với luật biểu tình nói tóm lại nếu là quốc hội có thực quyền thì dù cho luật do quốc hội soạn thảo hay do chính phủ soạn thì quốc hội mới là bên quyết định ở các nước đại nghị nếu chính phủ dở trò không soạn thảo dự luật được theo yêu cầu hoặc thực hiện các chính sách không được lòng dân thì quốc hội có quyền giải tán chính phủ đó. Thực ra, đảng Cộng sản không muốn cho dân biểu tình, nhưng vẫn phải đưa quyền biểu tình vào hiến pháp. Mục đích của đảng Cộng sản là tạo ra bản hiến pháp trong có vẻ dân chủ để lừa dân và lừa cả các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, do người dân đòi hỏi luật hóa vấn đề này, nên đảng Cộng sản dở trò, vờ giao cho Bộ Công an biên soạn nhưng thực chất là chỉ đạo cho bộ công an treo vĩnh viễn dự luật này đó là lý do vì sao đã qua hai đời bộ trưởng bộ công an nhưng vẫn không luật hóa được vấn đề này ai chỉ đạo cho trò cù nhây này của bộ công an nếu không phải là ông nguyễn phú trọng hình ảnh ông trọng đang tìm cách trói tay bệnh miệng dân miệng thì hô hào nhà nước của dân do dân và vì dân nhưng thực chất Đảng Cộng sản luôn tìm mọi cách bịt miệng còng tay dân để dân không thể nào cự quậy được thì họ mới an tâm. Cấm tự do báo chí là bịt miệng dân, dở trò cuồng nhây với luật biểu tình là trói tay dân. Ngoài ra còn rất nhiều chiêu trò khác mà đảng đã áp dụng, mục đích là để kiểm soát hoàn toàn nhân dân. Đảng viên thì đạo đức giả, đảng thì dân chủ giả, tự do giả. Việc dựng lên quốc hội cũng là giả, chỉ làm thế để cho có vẻ dân chủ. Trước đây, họ còn cho phép một vài người được lên tiếng vì dân để tạo ra bầu không khí có vẻ dân chủ ở nghị trường. Trước đây là ông Dương Trung Quốc, sau đó là ông Trương Trọng Nghĩa và mới đây là ông Lưu Bình Nhưỡng. Khi thấy ông Lưu Bình Nhưỡng quá nhiệt tình với dân thì họ đâm ra lo ngại nên đã ông văng ra khỏi vai trò đại biểu quốc hội khóa 15 rồi ngang nhiên bắt ông mà chưa đưa ra lý do thỏa đáng từ việc chỉ đạo Bộ Công an Cù Nhây luật biểu tình rồi chỉ đạo Bộ Công an bắt ông Lưu Bình Nhưỡng cho thấy chủ trương của đảng Cộng sản là nhất quán, đó là loại bỏ hết mọi quyền lợi mà người dân có thể có. Hình ảnh ông Tô và ông Tổng vẫn chưa thuyết phục được dân vì lý do bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Quan thì tham lam ăn của dân không từ một thứ gì, họ cấu kết nhau ra chính sách trấn lột dân để chia chác. Ông Tổng dựng lên vỡ tuồng chống tham nhũng nhưng là cách để vừa cho dân uống nước đường lại vừa loại bỏ tạp chất trong cơ cấu quyền lực trong hệ sinh thái của Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Trọng thực sự vì dân thì ông đã không chỉ đạo cho Bộ Công an cù nhây luật biểu tình, ông đã không chỉ đạo loại bỏ những tiếng nói có lợi cho dân. Hiện nay vụ án Lưu Bình Nhưỡng càng hiện ra bộ mặt của chế độ, họ bắt người tùy tiện, bắt trước bằng một tội vớ vẩn rồi tiến hành bới lông tìm vết để bù tội sau. Ông Tô đang cho công an Thái Bình gom hết các công văn giấy tờ mà ông Lưu Bình Nhưỡng đã gửi đi các nơi, mục đích là để tránh lọt ra ngoài, và cũng là cách để bới lông tìm vết, để cố ghép tội cho ông Lưu Bình Nhưỡng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Nợ luật biểu tình, hốt Lưu Bình Nhưỡng, chặn ý dân, Tô nhận lệnh ai, tuyên chiến với dân. biến toàn dân thành gà công nghiệp đảng và gian thương cùng nhau thịt gà công nghiệp được nuôi nhốt trong một không gian chật hẹp không có bất kỳ điều kiện tự nhiên nào chỉ được cho ăn để vỗ béo ánh sáng thì sử dụng điện tất tần tật thiết bị trong chuồng chỉ để nuôi gà cho chống lớn rồi thịt kết quả gà công nghiệp hoàn toàn không có bản năng gốc nếu thả chúng ra ngoài môi trường tự nhiên thì chúng cũng không biết kiếm ăn thậm chí đi lại cũng khó khăn Hình ảnh chế độ này đã nuôi được một trường Mỹ Lan thì cũng sẽ nuôi được nhiều trường Mỹ Lan khác. Đảng Cộng sản nuôi toàn dân Việt Nam cũng theo cấp nuôi gà công nghiệp. Họ tạo nên một loại giáo dục nhồi sọ để loại bỏ khả năng tư duy độc lập, mục đích là làm cho gà không có khả năng phản biện, không biết phân biệt đúng sai. Nhờ đó đảng tha hồ nói nhăn nói cùi gì cũng được, đảng chỉ cần cho tuyên giáo hót thật hay thì làm gì dân cũng tin chính sách xuyên suốt này đã đẩy dân vào sự khốn cùng nhưng dân vẫn vui vẻ chấp nhận quan chức thì tham lam vô đạo đức nhưng tuyên giáo vẫn rêu rao là phải học tập tấm gương đạo đức này noi theo tấm gương đạo đức nọ vậy mà nhiều người vẫn tin vào đảng tuyên truyền dối trá kết hợp với giáo dục nhồi sọ mục đích là để ngu dân hóa để làm lợi cho đảng tuy nhiên đảng ngu dân hóa để lừa dân cho dễ cai trị thì bọn gian thương cũng lợi dụng nền tảng này để lừa dân kiếm tiền chưa có thời đại nào những đại gia được tô vẽ là những tấm gương vượt khó lại lộ mặt ra là những tên lừa đảo thường thặng như thời đại này đáng sợ nhất là thành phần này lại cộng sinh với quan chức chính quyền để thực hiện lùa gà rồi thịt trong suốt một thời gian dài với số tiền chiếm đoạt cực lớn để tự bảo vệ mình khỏi bọn lừa đảo thì người dân cần phải sáng suốt, không nên cả tin, không nên nghe những lời tuyên truyền mật ngọt. Một khi người dân mất khả năng tự bảo vệ thì dân chẳng khác nào là cục thịt để đảng đánh chén. Mà dân số đất nước này tới 100 triệu người, đảng đánh chén được thì bọn lừa đảo cũng nhảy vào xí phần, dạy gì không tham gia. Hình ảnh khi gian đảng cai trị thì gian thương đua nở. Vụ án Vạn Thịnh Phát lùa gà hốt 12,5 tỷ đô la Mỹ của người dân chưa lắng xuống thì vụ LDG lại nổ ra. Công ty đầu tư LDG xây 680 biệt thự trái phép ở Đồng Nai. Hiện nay, những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của công ty này đã trở thành những con gà tội nghiệp, gần tiền đầu tư vào LDG để rồi giờ này xem như mất trắng. Chính quyền xây dựng xã hội dựa trên dối trá với mục đích để dễ bề cai trị dễ bề đánh chén. Chưa có một chế độ nào lại lập ra cả một bộ máy dối trá khổng lồ như chế độ này. Mà như vậy thì đảng Cộng sản là một tà đảng không có ý hướng thiện, không trung thực với nhân dân. Một xã hội bị cai trị bởi một gian đảng như thế thì những gian thương có cơ hội đua nở cũng là điều dễ hiểu. Nói cho cùng, những kẻ siêu lừa khoác áo doanh nhân thành đạt cũng chỉ là những kẻ ăn ké những gì mà đảng đang tạo ra để đánh chén mà thôi. Thực chất, chính đảng Cộng sản đã nuôi lớn những kẻ gian thương lừa đảo này. Nếu quan chức không làm ngơ hay tiếp tay cho trường Mỹ Lan trong một thời gian dài, thì làm sao có vạn thịnh phát? Vạn thịnh phát có phất lên thì Lê Thanh Hải mới phát tài. Mà đâu chỉ Lê Thanh Hải còn hàng loạt quan chức của ngân hàng nhà nước, công an cũng tiếp tay. Hình ảnh chính sách ngu dân hóa góp phần biến dân thành gà cho đảng và gian thương cùng sơi để cho xã hội đến mức này thì không thể nào sửa chữa việc đấu đá trên thượng tầng chính trị giúp cho người dân thấy được một phần nào bên trong của cái chế độ thối nát này cả xã hội này đâu chỉ có một mình trương mỹ lan mà có đủ cả cấp độ nhỏ hơn thì có những trương mỹ lan tí hon cấp độ cao thì cỡ trương mỹ lan cũng không thiếu chỉ cần ông tổng bí thư cho soi hết những đại gia có cách làm ăn tương tự Trường Mỹ Lan hiện nay thì chắc chắn sẽ lòi ra nhiều trường Mỹ Lan khác nữa, bởi đây là mảnh đất màu mỡ cho những trường Mỹ Lan nảy nở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin biến toàn dân thành gà công nghiệp, đảng và gian thương cùng nhau thịt quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d